Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai truyền trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Thôn Nam Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của chú Thảo, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô khế gân cô chú anh chị khách hàng bonsai luôn ạ. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chú Thảo, ủng hộ kênh Cuộc Sống Thôn Nam Hậu Giang ạ. Dạ em xin phép được clip chia sẻ cùng cô chú anh chị ha. Bà con chào anh em, chào bé Phương. Nay ngày thứ bảy, sáng thứ bảy Thảo quay một clip, mong bà con, mong anh em trên toàn quốc ủng hộ vợ chồng Thảo nha. Cây đầu tiên là cây một cây ổi đuôi phụng nghe bà con. Đó, cây thành phẩm nha. Đó, một cây đổ. Cây rất là lắc nghe bà con. Rồi thả cho bà con coi cái thông số. Vành thân thì nó rất là nhỏ nghe bà con. Vành thân là 11. Chiều đổ ra là 52. Cái này đang nằm trong cái chậu 30 nha bà con. Bề ngang tàn của nó là 27. Rồi mã số 1 là một cây ổi đuôi phụng nha bà con. Rồi. Cây thành phẩm. Cái này nó cũng lú bú bắt đầu ra bông nha bà con. Rồi mã số 1, một cây ổi phụng đuôi phụng Thảo giao lưu với bà con là 1.200.000. Số 1. 1.200.000. Cái này Thảo bao phí cho bà con toàn quốc nha. Đó. Rồi. Mã số 2 là một cây khế gân nghe bà con. Cái này tứ diện nghe bà con. Đó, dáng siêu siêu nè. Bà con về chơi bẻ ra chơi dáng long cũng vẫn được nè. Đó, cây rất là sạch sẽ, không có thẹo nha. Cái này đế Thảo chưa có khai thác nha bà con, về cũng gấp quá cái thời gian đó không có. Rồi Thảo cho bà con coi cái thông số. Vành thân là 35. Nồi đế đặc là 65. Đường kính bầu là 62. Bề ngang là 105. Cái này chiều cao 1,5 m nghe bà con ơi. 1,6 m mà Thảo tính 1,5 m thôi. Rồi. Mã số 2 là một cây khế gân. Cái này về bà con khai thác đế xuống là cái củ xuống còn rất là nhiều nghe bà con. Đó, đế đặt cái chân à. Rồi, mã số 2 Thảo giao lưu với bà con một cây khế gân, Thảo giao lưu với bà con là 9.500.000. Mã số 2. 9.500.000. Thảo bao phí cho bà con 300 km. Cây rất sạch sẽ nha bà con. Cái chi này là cỡ 20, 22 có nha bà con. 25 có nha. Cái dàn chi á. Rồi. Một cây sigo. Đó. Cái này một cây sigo thành phẩm nha bà con. Đó. Đó, cây sigo. Cây này thuần chậu cho bà con. Thả cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 16. Thảo đo cái vị trí thứ hai cho bà con đi, 30. Tổng thể canh đổ là 54. Bề ngang là 35. Rồi mã số 2 là một cây sigo. Mã số 3 chứ, mã số 3 là một cây sigo. Rồi mã số 3 một cây sigo, Thảo giao lưu với bà con là 1.500.000. 1.500.000, mã số 3, một cây sigo. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Rồi. Đó, một cây mini để bàn nghe bà con, một cây rất là quái. Đó. Cái này cái hoành thân nó chút xíu à Phương ơi. Hoành thân chắc 7-8 quá. Rồi chú cho bà con coi cái hoành thân. Hoành thân là 10 nghe bà con. Rồi Thảo đo vị trí cái củ đặc này nè. Cái bụng con ớt nè. Là 39. Rồi cái này đang nằm trong cái chậu lọt lòng là 25.
chiều cao là 33, chiều đèo sổ đổ xuống là 46, rồi mã số 4 là cây cần thăng, rồi mã số 4 Thảo giao lưu với bà con là 1.200.000, Thảo báo phí toàn quốc. Mã số 4 1.200.000, Thảo báo phí cho bà con toàn quốc. Tâm Mỹ nha. Đó, một cây cam Mỹ kìa bà con. Đó. Cam Mỹ ghép cần thăng. Cái này là trái nó được 1 năm nha bà con. 1 năm nha. Rồi thả cho bà con coi cái thông số. Cái này hoành thân thì nó không có lớn. Hoành thân đây là 18. Thảo đó vị trí này là 46. Cái chậu này là chậu lọt lòng 35 các bà con. Tàn bề ngang là 49. Chiều cao là 66. Rồi mã số 5 là một cây cam Mỹ nha bà con. Đó, đã có trái nha bà con. Trái cái này là nó ra là 1 năm ví dụ nha bà con. Rồi mã số 5 Thảo giao lưu cây cam Mỹ, Thảo giao lưu bà con là 3.500.000. Cây số 5 3.500.000, Thảo báo phí cho bà con toàn quốc. Một cây khế gân nghe bà con. Cây này một cây dáng bay nghe bà con. Đó nè, cái này là như nó như một con thú nằm nghe bà con. Cái dàn cây này của Thảo về là có một số cây là cây thành phẩm hết á. Cốc chi nó rất là già. Này cái dàn chi này là bà con người ta chơi cả mười mấy năm rồi nghe bà con. Lên cây mai đi em. Rồi thả cho bà con có cái thông số. Biết đo đâu đây. Thảo đo vị trí này là 34. Thảo đo đặt cái củ đặt là 58. Đường kính bầu là 69. Tàn ngang là 110. Chiều cao là 131. Cái mình này Phương ơi, Thảo đo cái mình con thú này cho bà con nè. Cái mình con thú này rất là dài nghe bà con. Cái mình con thú này là 45 kìa bà con. Đó. Mã số 6 là một cây khế gân. Đó, rất là già nghe bà con. Chi là 20 nghe bà con. Chi tử là 20 nè. 20, 18, 15. Rồi mã số 6 này Thảo giao lý với bà con là 7.000.000, 10.500.000. Mã số 6 10.500.000. Cái này bao phí nó rất là nặng nghe bà con. Tại vì cây thành phẩm nha. Như cây này mà từ đây lên Sài Gòn là cũng phải từ bạc triệu rồi, nghe bà con. Còn cái này mà anh em mà đóng gói từ đây ra ngoài Bắc là cây này thì cái cỡ mà triệu mấy, 2 triệu bạc á. Tại nó thành phẩm. Đâm ra cái cước phí nó đi xa là nó cao nghe bà con, chứ không phải như cây phôi. Rồi tới mã số 7 một phôi mai vàng nghe bà con. Đó, cây này kéo mép rồi nghe bà con. Đồ đại ở ngoài này đi Phương ơi. Trong ngoài nó cũng vậy à. Hoành thân là 24. Nồi đế đặc là 76. Chiều đổ ra là 32. Đường kính bầu là 99.
Rồi mã số 7 là một phôi mai vàng. Rồi mã số 7 Thảo giao lưu với bà con là một phôi mai vàng, Thảo giao lưu với bà con là 4.500.000. Mã số 7. 4.500.000 Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Đó, một phôi mai vàng. Mã số 8 là một cây sam 86 nha bà con. Đó, một em 86 nhỏ mini để bàn. Đó. Đang ra bông nó già dữ lắm rồi nghe bà con. Cái này chắc không ra quản được đâu Phương ơi. Chú thông báo cái giá thôi. Rồi cây linh sam này mã số 6 Thảo giao lưu với bà con là 900. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Mã số 8 900. Đang ra bông nghe bà con. À, 900.000, có 900.000 bà con có một cây chơi rồi. Rồi. Mã số 9 là một cây khế gân. Đó. Này rắn long nghe bà con ơi. Rồi thả cho bà con có cái thông số. Hoành thân là 37. Nồi đế đặc là 70-78. Đường kính bầu 76. Bề ngang 102. Cây này cao 1,5 m nghe bà con. 1,4 m đi. Rồi mã số 9 là một cây khế gân. Mã số 9 thì Thảo giao lưu với bà con là 7.500.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Mã số 9 7.500.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Cái này đóng cước phí cũng hơi bị cao nghe bà con, chứ không phải là Thảo bán mắc nha. Tại vì cây nó thành phẩm á. Mã số 10 à, thả về được một cây Sigo thành phẩm nghe bà con. Đó, cái này là nó đang ra trái nè, nó đang ra bông rồi nghe bà con, cây này thành phẩm nha, Sigo thuần chậu rồi. À, thả cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 21. Đang nằm trong cái chậu lọt lòng 30 nghe bà con. Chiều cao là 35. Đường kính tàn là 38. Rồi mã số 10 là một chậu Sigo. Đó, một cây Sigo thành phẩm nghe bà con. Rồi một cây Sigo này Thảo giao lưu với bà con là 1.200.000 một cây Sigo. Mã số 10. 1.200.000. Này Thảo bao phí cho bà con toàn quốc nha. Thảo cắt phôi nghe bà con. Tại Thảo thấy cái đế nó quá trời rồi, cái đế này đế bonsai nè. Thảo chừa hao cho bà con chiều cao nè, bà con nào về gút ngắn lại chơi là chơi, nhưng mà Thảo thấy cái thân nó lắc quá, Thảo để nguyên nè. Tại vì Thảo cắt cái cây này ra là cái bộ đế nó đúng tiêu chuẩn đế bonsai nè, đế đặc nè. Tâm ra Thảo cắt phôi. Bà con nào cắt lùng xuống thì về cái này Thảo chừa hao cho bà con nha. Đó. Rồi Thảo cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 49. Cái này cái nồi đế nó đặc sạch nghe bà con. 137 cái nồi đế. Đó, cái này đế đúng tiêu chuẩn bonsai, Thảo cũng chưa có làm được. Đó. Đường kính bầu 72. Chiều ngang 1,3 m đi bà con ơi. Rồi mã số 11 Thảo giao lưu với bà con là 8.500.000. Mã số 11 8.500.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc. Cây rất sạch sẽ nha bà con, không thẹo dứt nha. Bà con nào và không thích cao thì làm bộ đế lại cắt bonsai. Rồi mã số 12
À, Thảo hôm nay có một cây này nó già quá, già nó thành phẩm này nghe bà con ơi. Mà thời gian Thảo vô dây nó không có. Chứ cái này mà Thảo vô dây rồi có thời gian này, thời gian nó cũng ấy quá. Đó, cây rất là già. Mà thời gian Thảo vô dây nó không có nè. Bà con nào chịu khó về rồi vô dây là cây là nó thành phẩm luôn à. Đó, cái thân rất là lắc, không có thẹo dứt. Khoảnh thân là 39. Thảo đo có nồi đế là 66. Đường kính bầu là 59. Chi số 1 là 20. 20, 19, 18 nghe bà con. Chiều cao là 109. Tàn là 112. Cây của Thảo cái là được cái là không có thẹo nghe bà con. Cây rất sạch sẽ, không có thẹo nha. Rồi, mã số 12 này Thảo giao lưu với bà con là 11.700.000. Mã số 12. Cây rất là già cây các bà con. Là một chậu cần thang nghe bà con. Đó, một cây bonsai. Đó, một cây bonsai. Rồi, Thảo cho bà con coi thông số. Khoảnh thân là 26. Bộ đế tàn là 47. Chiều cao là 34. Cái này đang nằm trong chậu hột xoàn nghe bà con. Chậu 40 hột xoàn. Rồi mã số 13 là một chậu cần thăng mini để bàn nghe bà con. Mã số 13 này Thảo giao lý với bà con là 1.300.000. Mã số 13. 1.300.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc nha. Hôm nay Thảo về được một cây lài, cái này với là lài bá biện nghe bà con. Này lài nó như bông hồng ấy nha. Còn cái cây trước là lài mất. À, cây này là lài bá biện này nghe bà con. Cái bông nó là hai lớp bông nha. Đó. Rồi Thảo cho bà con coi cái thông số. Vành thân là 35. Nồi đế là 80. Đường kính bầu là 58. Chiều dài là 106. Chiều cao là 82. Rồi, mã số 14 là một cây lài bá biện nghe bà con. Cái này là như lài này là lài bá biện nghe bà con. Nó hai ba lớp bông nha. Nó như bông hoa hồng vậy đó. Rồi mã số 14 này Thảo giao lưu với bà con là 4.500.000. Mã số 14. 4.500.000. Cái này là hai gốc nó dính vô nhau nghe bà con. Nó một cây á chứ không phải là hai cây nghe bà con, không có tách rời nha. Rồi mã số 14 này Thảo giao lưu với bà con là 14.500.000. 4.500.000. Rồi. Mã số 15. Cũng vẫn là một cây khế gân nghe bà con. Cái này Thảo chưa có làm đế được, đế và bộ đế nó đặc sệt hết trơn nghe bà con. Cái dàn cây này của Thảo là già chứ không phải là cây tơ. À, cái bộ đế là đặc sệt hết trơn luôn. Vành thân là 45. Nồi đế đặc là 87. Đường kính tàn 108. Cái này cao 1m2 đi bà con ơi. Cái dàn chi này là của Thảo là toàn 19, 20, 20 mấy không nha bà con. Cái dàn cốt chi ấy nha.
rất là già. Đó, cây rất là già chứ không phải cây tơ. Đường kính bầu nó là 66. Rồi mã số 15 này thảo giao lưu với bà con là 8.700.000. Mã số 16. 8.700.000. Cái bộ đế này rất là đế đặc nha bà con. Tại thảo về nó nhiều việc quá rồi làm nó chưa có khai thác. Bộ đế. Đế đặc cái trơn à. À, cái tay thảo nè. Đặt cái trơn nè. Rồi. 17 16 Rồi thả cho bà con coi cái thông số. Hoành thân là 41. Đường kính bầu là 55. Thảo đo vị trí này là 66. Đường kính tàn là 102. Chiều cao 102. Rồi mã số 16. Rồi mã số 16 này thảo giao lưu với bà con là 5.700.000. Mã số 16. Mã số 16 thảo giao lưu với bà con là 5.700.000. Mã số 16. 5.700.000. Thảo bao phí cho bà con toàn quốc, tại vì cây này đóng gói nó cũng nhẹ, tại cái dàn chi thảo lấy cái cốt xương thôi. Thảo nay lộn hoài à. Mong bà con thông cảm nhé. Đó, cái dàn cốt xương này. Cây này cây trực lắc nghe bà con. Đó, không có một cái thẹo dứt nào hết. À, cái phong cao à. Rồi thảo cho bà con có cái thông số. Hoành thân là 43. Thảo đo vị trí củ đặc này nè là 79. Chi nó là 17. Đó, 17, 16, 20, 18. Đường kính bầu là 79. Bề ngang là 129. Cái này chiều cao 1,5 m nghe bà con. Tại vì cây này không phải cây phôi nghe bà con. Đâm ra là thảo có giao lưu với bà con là cái cước phí nó cũng nặng dữ lắm nghe. Không phải cây phôi, đâm ra bà con cũng thông cảm cho Thảo nha. Rồi mã số 17 là một cây khế gân. Đó, cây rất sạch sẽ, không có một cái thẹo dứt nào hết. Rồi mã số 17 Thảo giao lưu với bà con là 12.500.000. Mã số 17. 12.500.000. Cuối cùng của clip ngày hôm nay nha bà con. À, một cây tàn lùa. Thảo về hôm nay về được 18 cây. Trong khi quay hoặc là làm clip có cái gì thì có sơ suất bà con cũng thông cảm dùm, bỏ qua dùng Thảo nha. Rồi thả cho bà con qua cái thông số. Hoành thân là 39. Cái này cái nồi cái củ đế nó quá trời đặc rồi Phương ơi. Cứ đo sơ sơ cái đi.
Thảo đo cái nồi đế là 71. Cái tàn ngang là 124. Cái cành lùa ra là 124 nha bà con. Đường kính bầu là 54. Mã số 18. Cũng vẫn là một cây khế gân. Này mà có giao lưu với bà con là đóng cước phí cũng đuối lắm à nghe Phương ơi. Đó. Mã số 18 cũng như là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay Thảo giao lưu với bà con là 9.500.000. Mã số 18. 9.500.000. Đó. Rồi. Thảo hôm nay về một cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nghe bà con nè. Cây thành phẩm nghe bà con. Thảo làm thành phẩm hết rồi bà con ơi. Dàn xương rất là già. Đó. Rồi Thảo cho bà con cái thông số quá khứ cái cây này rồi bà con ơi. Thế gần mà quần cỡ này được bé Phương. Hoành thân là 54. Thảo đo thuốc trên này nghe bà con. 54. Thảo đo xuống cái củ đế đặt là sát mặt bầu nè cho bà con nè. Là 101. Đó. Mặt đế đó nghe bà con. Đó. Rồi Thảo đo cái chi 1 chi 2 cho bà con nè. Chi 1 là 22 Phương ơi. Đó. Chi số 2 là 19 nè. Dàn xương rất là lớn nha bà con. Tàn bề ngang 1,5 m nha bà con. Chiều cao lên 1,3 m. Đường kính bầu là 59. Nó chật chội con chịu khó con quay giùm chú nghe Phương. Rồi. Cái bộ đế này là bộ đế đặc luôn này các bà con. Không có đế nơm nha. Cái dắt này là đặc cái chơi này Phương ơi. Quá trời cái mặt đế này nè. 19, 20 dàn cốt xương là cây không có theo nhất nha bà con. Cây không có một theo nha. Đó nè. Cái tay Thảo nè. Quá trời. Rồi mã số 19 này Thảo giao lưu với bà con là 21.500.000. Mã số 19. 21 triệu. Đúng dắt bonsai nghe bà con. Đúng đế bonsai nhưng mà Thảo để tàn đó, Thảo không dám khai thác đế nha. À. Rồi mã số này cũng như là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Rồi Thảo chào bà con, chào anh em, chào bé Phương.